alo, à vâng xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả anh chị em, chúng ta cùng nhau quay trở lại với kênh uh, Minh Nhật 286 à, Và nay thì đề chúng ta về con 73 mọi người nhé, nay thì chúng ta đã về tổng không uh, cho cái ngày Chủ Nhật rồi Hôm nay thì nói chung là khởi sắc rồi anh em ạ, hôm qua đi làm tí thịt chó giải đen thì uh, khá là ok khi mà các cái đường cầu mà mình bắt vào cho anh em cũng như là các bạn thì nó đều nó đã đổ cả rồi uh, Ví dụ như cặp 898 uh, ngày hôm qua là cặp số bạch thủ của mình, mình có cho anh em chúng ta tại cái vị trí này thì 89 ngày hôm nay chúng ta đã đi được đó chính là hai nháy mọi người nhé Đấy. Hôm nay là con 89 là đi cho anh em hai nháy này. Rồi đến là con tiếp tục là con bạch thủ lô 20. Các bạn chúng ta xem video mình ngày hôm qua các bạn còn nhớ con bạch thủ lô 20 của mình không ạ? Tại cái vị trí Tại cái vị trí cầu đề mọi người nhé Và đuôi giải nhất đây thì mình sẽ thống kê lại cho anh em. Thì mình cũng đã chỉ cho anh em chúng ta vào ngày hôm qua rồi. Đó. Đây này. Con 20 thì các bạn chúng ta. Ngày hôm qua mình có chỉ cho anh em chúng ta tại cái vị trí này. Số 0 và số 2. Đấy mọi người nhé. Số 0 và số 2. Thì sẽ ra bạch thủ con 20. À, tương tự như vậy. Thì cũng đối với con uh, 07. Đấy, 07 rồi là dưới đây là con 02 mọi người nhé. 02 có 02 này. Trước đó nữa là con... Uh, 29 29 chúng ta có 29 0, chúng ta có bạch thủ 02 Đây là cầu bạch thủ nhé Đấy, 07 này chúng ta có 07 này Và đây là 20 thì là chúng ta có 20 Cộng với cầu 8998 Chúng ta ngày hôm nay chỉ, chỉ có cái cầu đề là mình không ăn thôi Có cầu đề là chúng ta chưa được may mắn mà nhé Chúng ta mình bắt bộ em bắt bộ uh, 34 Thì nó ra bộ uh, 23 đây là cái 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 con số của mình. Giá 73 thì tổng không, một cái tuần mới chúng ta vẫn bắt đầu với cái tổng không mọi người ạ. Ngày mai thì là ngày đầu tuần ngày thứ hai thì mình cũng chưa biết là à, uh, sẽ ra được cái bộ gì thì chúng ta sẽ cùng nhau uh, nghiên, nghiên cứu và phân tích cụ thể xem là ngày 20 tháng 12 chúng ta sẽ có à, uh, những, những con số gì. Về phần uh, lô rơi ngày hôm nay thì mình đánh giá chúng ta có con 07 rơi này. Đầu 1 hôm qua cơm nay ra ra được con 14, con 19, 20 rơi đúng ạ. 3 thì không rơi rồi, 4 cũng vậy, 6 à không rơi này, 7 chúng ta cũng không rơi nào, 8 cũng thế và 9 cũng vậy. Nay đa số là zalo mới. Thì để bắt đầu cho ngày mai, mình cũng gửi tới anh em chúng ta một đôi cầu tham khảo. Tất nhiên các bạn chúng ta thích chơi bạch thủ có thể lưu ý cho mình. Ngày mai cầu con 53, các bạn tiếp tục nhé cầu 53 tại hai cái vị trí này thì anh em chúng ta tiếp tục lưu ý cho mình ngày mai bạch thủ có 53 thì có thể là xem xét chơi được nếu mà các bạn chúng ta thích đánh bạch thủ một số thì anh em chúng ta lưu ý cho mình về cặp số này về con bạch thủ này là con 53 mọi người nhé đây 53 ngày mai khá đẹp à. để cho mà nói bạch thủ thì nó cũng tương đối là ok mọi người ạ cho nên là các bạn có thể tham khảo được về con 53 này là con bạch thủ vào ngày mai ngày 20 tháng 12 Hôm nay thì lô hai nháy chúng ta có 25, 45, 69, 70 và con 89. Đấy, 73 ra đề rồi đúng không ạ? Mình sẽ chọn sẵn cũng như là liệt kê sẵn một số cầu ra đây, rồi mình sẽ lựa lấy một cái đường cầu cuối để cho anh em cũng như là các bạn chúng ta vào bạch thủ. Ngày mai mình có mấy cặp mà lô. Cặp đầu tiên mà quý anh chị em cũng như là các bạn chúng ta lưu ý cho mình. Đó chính là cặp lô tô 10 tháng, tháng 1. Đây là cặp đầu tiên này à, Rồi thì là Toàn là lô rơi thôi anh em ạ 070 0770 Mà đợt này thì nó đang không về lô rơi mấy Cho nên là mình sẽ loại bỏ những cặp số đó Nhưng chúng ta vẫn cho vào để các bạn tham khảo nhé 090 này Rồi thì là 363 toàn là lô rơi thôi Đây là những đường cầu mình bắt thử hôm nay Thì thấy nó đều chạy cả cũng như là đều ăn cả, cho nên là mình cũng uh, gửi tới anh em cũng như là các bạn chúng ta lưu ý tham khảo. 56 và con 65 sẽ là đường cầu cuối cùng mà mình uh, có trong ngày hôm nay. Thì đây đều là những cái con số mình đã uh, soi và tìm hiểu. Nếu mà các bạn chúng ta có xem video của mình mà anh em chúng ta có trùng cũng như là có kết những cái đường cầu này thì quý vị có thể lựa, lựa lựa chọn theo con số của mình. Hôm nay anh em chúng ta thích 90 chẳng hạn thì nó có cầu mọi người nhé Đây là một một cái dàn số tham khảo thôi. Còn anh em chúng ta không có cầu cũng như các bạn nó chưa đủ tự tin thì các bạn cứ theo cái con số chốt của mình. Mình thấy là cái may mắn nó đã trở lại với mình rồi. Hôm qua thì làm hai nháy thì cũng rất chiều ok đúng không ạ? Coi như là chỉ cần chúng ta ăn được khoảng 4 năm ngày nữa thôi, ăn thông liên tục là coi như là chúng ta đã làm lại được rồi. Mình có thể nói là như vậy. Về phần cá nhân mình, ngày mai thì để mà nói chúng ta sẽ có À, đường cầu lô 5665 Con số ngày hôm nay thì mình cũng xoay rồi Cũng thấy uh, khá là đẹp Để cho các bạn cũng như chị em chúng ta vào cầu Cũng như là vào tiền Vào con 56 và con 65 này 56 thì uh, nó ra một giây rất là dài Thì đúng không ạ Xong đó nó về một nháy Xong đó nó không về nữa Thì đây là những cái cặp số Nếu mà bạch thủ thì chúng ta được con 65 thôi 65 là Nó đi mất uh, 5 ngày rồi chưa về con nào xét cho vào cặp bạch thủ được mọi người nhé bởi vì bởi vì nó cũng chỉ cách có hai ngày là nó sẽ có một con thôi theo cái biên độ đôi thì cũng rất là trùng hợp khi mà cứ hai ngày là nó sẽ về một lần thì quý anh chị em cũng như là bạn ta lưu ý uh, riêng về cặp số 56 sáu và sáu này ngoài ra thì một cái cặp À, cũng rất đáng lưu ý vào ngày mai nữa, đó chính là cặp 1881. Thì à, những con số kia thì nó đều rơi vào à, những cặp lô rơi rồi, mình thì à, còn có hai cầu thôi. Hai cầu là nó chưa vào cái lô rơi nào thì mình xem xét cho anh em để các bạn đã đánh lô mới nhá. Đấy. Dựa theo những cái cặp số mà xuất hiện trong cái bảng ngày hôm qua, mình phân tích cho cái bảng ngày hôm nay. Ở đây chúng ta xuất hiện à, 2 và 9 khá nhiều Các bạn lưu ý cho mình 2 và 9 chúng ta có rất nhiều số 2 số 9 trong cái bảng số này mọi người nhé 2 và 9 này 22 này Đúng không ạ Tìm ra một con số chuẩn và chính xác nhất Để anh chị em cũng như là các bạn ta tham khảo Theo như đường cầu hai nháy Ở đây thì Như mình đánh giá Dựa theo những cách mình hay bắt ấy, cầu mình hay bắt đẹp và đảm bảo thì chúng ta có thể tham khảo bạch thủ con 62 nữa chấp xiên nếu mà em thích 62 62 đây 62 thì cũng 5 ngày rồi chưa về nhưng mà cái biên độ nó rất đẹp mọi người nhé biên độ của nó phải nói là đẹp vừa có cầu lại vừa có biên độ tốt thì cái này thì quý chị em cũng như các bạn thể lưu ý tham khảo và chơi theo mình thì mình vẫn giữ nguyên cặp 181 cộng với cặp 565 để các bạn đã tham khảo. À, 56 thì vào nó hơi nguy hiểm một tí nhưng mà cũng không sao cả. Quan trọng ngày mai cầu đời cái đường cầu này nó vẫn chạy cũng như là các cái con số mình cho anh em tham khảo nó vẫn uh, ok thì uh, mình sẽ uh, lưu ý cho anh em sau nhé. Sẽ qua dòng bạch kim một chút để uh, lưu ý cho mình. Xem là ngày mai lô nào sẽ là con lô tốt. Ở đây thì 565 cộng 181 mình không có cầu máy tính hệ thống máy tính này. Lô tô ra nhiều trong tháng qua thì chúng ta có 81 này. 565 chúng ta không có ở đây. Lô gan, gan nhất bây giờ đang có 33, 36, 24, 95, 10, 58, 59, 96 đúng không ạ? 98. Toàn là 78 ngày thôi anh em ạ. Như vậy cũng thấy là gan cũng tương đối rồi, này. tương đối lâu đấy. nay ra sau chín hai nháy à uhm. thì mong rằng là cái đường cầu mình nó sẽ chạy và sẽ nổ ra con uh, 65 cộng với con 56 của mình các bạn lưu ý cho mình cái đường cầu bạch thủ mình chỉ cho anh em con 53 đây thì các bạn cũng phải lưu ý nhé thì đấy là những cái con uh, số mà mình đã tìm qua rồi và cái đường cầu như vậy mình đã chỉ cho anh em thì mình cũng sẽ không chốt nữa nhưng mà mình vẫn đánh dấu ở đây để các bạn cũng như anh chị em chúng ta lưu ý nếu bạn đã chơi thì bạn đã kép xiên cộng với là, là, là đánh bạch thủ về con 53 này còn cá nhân mình ngày mai thì khả năng cao vẫn được chọn cho anh em chúng ta là 5665 các bạn lưu ý cho mình ngày mai bạch thủ sẽ là con 65 các bạn lót cho mình có 56 vào đây là ổn rồi đúng không ạ 53 cộng với 62 tham khảo thêm nếu mà các bạn, các bạn chúng ta kết tham khảo thêm 53 và con 62 tham khảo thêm anh em nhé Đấy. về phần đề đóm vào ngày mai thì cái cái cuối tuần đây thì nó cũng về cái tổng không rồi 00 xong xong ra 73 chạm 7 chạm 3. 3 hôm qua ra 30 là rơi đúng không ạ là rơi là rơi con uh... rơi con số 3 đây ngày mai thì các bạn có thể thấy là đang rơi chạm 57 30 ra 73. Ngày mai thứ hai đầu tuần mà các bạn có thể thấy là nó cũng Ngày mai mấy mà rơi một trong hai chạm chạm 7 hoặc là chạm 3 thì chúng ta sẽ bắt lấy một chạm rơi đi. Rơi 3 rồi thì còn 7 đúng không ạ? 7 thì bắt thêm đầu con đề này nữa. 7 3 đây này. 96 chưa ra đúng không ạ? 27 chưa ra, 98. Các bạn lưu ý cho mình hai con đầu của con đề ở đây đang ra chạm cho ngày hôm sau. Ví dụ như 73 ra 30, 70 chúng ta ra 73 ngày mai 07. 07 với 7 nữa. Chạm 3 chắc là không rơi nữa đâu luôn, đúng không ạ 07 với 7 Nếu mà 07 với 7 thì chúng ta sẽ có Đó chính là bộ 02 Mà trong bộ 02 chúng ta sẽ có 020 070 uh, 252 Và cuối cùng Đó chính là 757 thì trong cái bộ này các bạn thấy là, là ra Ví dụ hôm trước mình thấy có con 57 rồi đúng không ạ Là ra trong bộ 02 rồi đúng không Thì ta sẽ loại bỏ con 57 đi Các bạn chúng ta có thể tham khảo và không đánh bạch thủ con này Lựa chọn uh, tiếp tục Thì uh, Số 7 chúng ta lại là Bắt bóng của 7 là 2 2 mà đi với 0 Ngày mai sẽ bạch thủ bạch thủ đề sẽ là con Con uh, Bạch thủ đề sẽ là con 02 02 Các bạn lưu ý lot cho mình Lot cho mình Lot bộ 22 Trong đó chúng ta sẽ có 272 Và 2277 Cái này bộ kép mình gửi tặng em tham khảo thêm thôi Thấy ok thì các bạn chúng ta Vào tiền nhá và lô chốt của mình thì vẫn là uh, 56 và con uh, 65 cộng với bạch thủ đề 02. Thì mình gửi tới tất cả các bạn cũng như anh em cho ta bộ số này vào ngày mai thì mong là chiến thắng sẽ đến và mỉm cười với chúng ta. Ok thì xin chào và hẹn anh em chúng ta vào video ngày mai của mình mọi người nhé.